Ok, tình hình thì nghe nói Cà Mau có heo bánh này, mình quyết định mình đi luôn nha. Ok, đi vô đây mình phát hiện ra được có những cái món ăn là cực kỳ độc lạ mà đó giờ mới đẻ ra mới thấy nha các bạn. Như đây nó có cái bánh tét gì mà có chút nhí ở đây nè. Rồi cái bánh đậu xanh mà làm ra hình trái cây cốc ổi sờ mận luôn nè. Ok, còn nhiều món độc lạ lắm, bây giờ mời các bạn đi với mình nha. Ok, đầu tiên tôi gửi xe Vincom người tôi đi lội bộ qua nè. Trời nó đông là một cách kinh khủng nha, ngay rồi lễ 30/4 nữa đông hứ nào chưa nổi. Ok, đầu tiên đập vô mắt mình là xe kem khói nè. Ê, kem khói quá bình thường này, không review. Ok, vừa vô đập vô mắt mình là sạp bánh bút lèo nè. Ok, đó gì nó có sạp bán bánh gì lạ lạ nè các bạn ơi. Thì đầu tiên cái gì này cho bột gì xanh xanh vô nè. Cô cho thêm đậu xanh rồi sau đó lật lại cái bánh này nè. Vô đông quá mình cũng không hỏi nữa, mình cũng biết bánh này bánh gì các bạn. Bạn nào biết các bạn comment cho mình nha. Sao mình thấy cái bánh này giống cái tấm khăn nhà mình quá. Đây có Quỳnh Food ẩm thực Thái Lan nè. Thôi, này quá bình thường. Đây có bán kẹo nè, thôi mấy này tập quá bán đầy. Đây có cái món này là độc lạ Cà Mau nè. Là cái bánh tét mà sao là họ làm ra nhỏ nhí gì đây được, mình cũng hiểu nổi. Đây có bán bánh khọt quá bình thường. Vô đi nãy giờ khát nước lại mình mua tạm chai nước ngọt đá tiết này uống thử nha. Thì nước ngọt đá tiết này không thấy khác gì đá bào hết. Nhìn cũng khá là ngon á. Rồi uống miếng rồi đi tiếp nè, còn rất là nhiều món. Ok, đi qua đây nhìn cái anh này anh bán cái bánh gì mà nhìn giống cái chiếu nè. Ok nhưng không nha, hỏi ra là cái bánh này được làm từ ngũ cốc. Ok, đi qua đây có bán mấy cái bánh bò gì cũng khá là mắc mắc đó. Để hồi mình quậy lại mình mua nha. Ok, ngoài bánh ra họ còn bán kỳ nhông kỳ đà gì nữa nè. Ôi trời, con này 4.2 à. Ở đây có bán quả cầu băng xương nữa các bạn. Cũng là lạ nha, mà hỏi giá ra 10 triệu bỏ đi. Đi ra ngoài còn có khu vui chơi với đoàn lô tô nữa nè các bạn. Bắt gặp Ngộ Không nói chuyện với anh bảo vệ nha. Ok, đây có cái bán bánh đậu xanh được làm từ trái cây vậy. Ok, món này họ nắng từ đậu xanh ra thành cái hình trái cây với cốc cỏi sợi mận táo đủ gì tùm lum hết nè. Để mình mua trước vài cục ăn thử nha. Rồi, hỏi ra một viên 5.000, mua thử 4 cục. Rồi đi ăn thử đây. Rồi, không khác gì đậu xanh nha các bạn ơi. Ừ, nó là bánh đậu xanh mà quên hả. Ok, do lớn ngớ mình gớt cục nha các bạn. Ok, đây đây có bán kẹo hồ lô nè, lại làm vội một cây. Rồi ăn không khác gì chùm ruột nhào đường luôn. Ok, cho bữa này mình đi có mình nên mình không ăn được gì hết. Tại cameraman mình về quê nên mình hẹn các bạn clip sau mình sẽ ăn sập cái lễ hội bánh này nha.